Diệu Nhi, bạn bè và gia đình ít xem phim của tôi. Nữ diễn viên vừa cười vừa tự nhận mình là bột chùa nhà không thiên, nên người thân ít khi để ý phim cô đóng. Trong sitcom Gia đình là số 1 phần 2, Diệu Nhi vào vai Diễm My 96, một cô gia sư nhí nhảnh dễ thương đến dạy học cho Trạng Nguyên bị mắc. Từ những tập đầu, Diệu Nhi đã giành thiện cảm và nhận vô số lời khen khi diễn hài duyên dáng, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả và có nhiều khác biệt so với phiên bản gốc do Hàn Quốc sản xuất. Chia sẻ với báo, Diệu Nhi cho biết, từ khi nhận kịch bản Gia đình là số 1 phần 2, cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc nhận gạch đá từ người hâm mộ vì bản gốc vốn rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhiều thế hệ khán giả Việt Nam cũng có ấn tượng rất sâu sắc về series truyền hình này. Chính vì vậy, cô càng thấy hạnh phúc khi khán giả chẳng những không chê trách mà còn dành cho vai diễn của cô những phản hồi rất tích cực. Rất nhiều khán giả ban đầu nhận xét tôi không thể đóng Diễm My 96 vì vai này cần người trẻ, mà tôi thì còn trẻ gì đâu, cũng chẳng nhí nhảnh đáng yêu gì cả. Kể cả những người yêu quý Diệu Nhi cũng quả quyết tôi không thực sự phù hợp với vai này, Diệu Nhi vừa cười vừa kể. Thế nhưng quan điểm đó đã hoàn toàn thay đổi khi Gia đình là số 1 phần 2 lên sóng. Cùng với Lương Thế Thành, Diệu Nhi là hai diễn viên được yêu thích nhất trong 10 tập đầu. Cô cảm thấy mình như vừa trải qua một thử thách khi chinh phục được khán giả và làm họ thay đổi suy nghĩ về mình. Trong số các bình luận của khán giả, Diệu Nhi thích nhất là những ý kiến cho rằng cô giáo phiên bản Việt Nam khác Hàn Quốc, dễ thương và mới lạ ghê. Nhận dự án này, cô đã xác định mình không làm giống 100% bản gốc, mà chỉ dựa vào nội dung đó để làm mới và tạo ấn tượng cho nhân vật. Nữ diễn viên cho rằng, nếu mình diễn thoại y chang như kịch bản gốc và không đem lại cái gì mới mẻ thì khán giả chắc chắn sẽ thấy chán. Diệu Nhi chưa xem Gia đình là số 1 phần 2 của Hàn Quốc, mà chỉ diễn theo cảm nhận của mình khi đọc kịch bản và yêu cầu của đạo diễn. Lý giải về điều này, Diệu Nhi cho biết cô không có thời gian và cũng không muốn xem vì sợ bản thân có thể vô tình bị ảnh hưởng bắt chước theo bản gốc. Cô cũng không ý định học thêm một hình tượng đã quá thành công và gây ấn tượng sâu sắc với khán giả. Là một diễn viên, cô luôn muốn nhân vật của mình trở nên khác biệt và khiến người xem cảm thấy mới mẻ. Khi được hỏi về phản hồi của gia đình và bạn bè về series này, Diệu Nhi cười lớn và nói: "Có lẽ tôi là bụt chùa nhà không thiên nên mọi người chẳng mấy khi xem phim tôi đóng. Nếu là phim điện ảnh thì bạn bè còn thỉnh thoảng hỏi để mua vé đi xem ủng hộ, chứ phim truyền hình thì ít xem lắm. Gia đình tôi cũng không mong chờ tôi xuất hiện trên truyền hình nữa, mà chỉ rảnh thì mới xem thôi. Dù ít được người thân và bạn bè dành sự ủng hộ cho các sản phẩm truyền hình, nhưng Diệu Nhi không cảm thấy buồn. Cô cho rằng mình đã xuất hiện quá nhiều nên mọi người không còn háo hức nữa cũng là điều dễ hiểu." Diệu Nhi sinh năm 1991, từng theo học trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Cô nổi lên nhờ thể hiện thành công các vai hài hước và hơi khùng khùng. Vài năm gần đây, Diệu Nhi là gương mặt đắt show trong phim điện ảnh sitcom Tiểu Phẩm Hài. Cô từng tham gia Vô Y Đại Náo, Ngày Mai Mai Cưới, Chiến Dịch Chốc Ế, Mỹ Nam Đại Chiến,